Hôm nay ngày 13 tháng 8 năm 2020, thứ năm tuần thứ 14 mùa thường niên năm chẵn. Trích sách tiên tri có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, ngươi đang ở giữa dòng giống phán loạn. Chúng có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì đó là dòng giống phản loạn. Phần ngươi, hỡi con người, hãy sửa soạn hành trang và hãy giờ đi giữa ban ngày trước mặt chúng, người sẽ đi từ nơi đang ở đến một nơi khác, trước mặt chúng, để hạ may chúng xem thấy, vì chúng là dòng giống phản loạn. Người sẽ phô trương hành lý của người như hành lý của người di cư giữa ban ngày trước mặt chúng, rồi ban chiều, người sẽ ra đi trước mặt chúng như người di cư. Trước mắt chúng, người hãy khuyết tường mà chui ra. Trước mắt chúng, Ngươi sẽ mang hành trang trên vai và đi ra trong bóng tối. Ngươi sẽ che mặt ngươi để đừng thấy xứ sở vì ta đã làm cho ngươi thành biểu hiệu của nhà Israel. Vậy tôi đã thi hành như Chúa đã truyền cho tôi. Tôi phô trương hành trang của tôi như hành trang của kẻ đi di cư giữa ban ngày và ban chiều. Tôi lấy tay khoét một cái lỗ trong tường, vai mang hành trang và ra đi trước mặt chúng trong đêm tối. Và ban sáng có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người nào nhà Israel, dòng giống phản loạn, đã chẳng hỏi ngươi rằng: Ông làm gì vậy? Hãy bảo chúng. Chúa là Thiên Chúa phán rằng: Sống ngôn này chỉ về thủ lãnh ở Jerusalem và cả nhà Israel ở đó hãy nói: Tôi là biểu hiệu cho các ngươi, tôi đã làm thế nào thì việc sẽ xảy ra như vậy chúng sẽ phải di cư và đi làm tôi Và ai là thủ lãnh các chúng Người đó sẽ mang hành trang trên vai ra đi trong bóng tối Và chúng sẽ khoét tường mà đem ông ra Mặt ông bị che kín để mắt khỏi thấy xứ sợ Đó là lời chua Ta ơn chua Các ngươi đừng quên lãng những kỳ công của chua họ đã thử thách và phản nghịch Thiên Chúa tôi cao và họ không tuân giữ các huấn luyện của người. Họ lùi bước và bổ tin cùng như tổ tiên họ. Họ làm lạc như canh cung trật đường dây. Các ngươi đừng quen lãng những kỳ công của Chúa. Họ chọc dẫn người vì những nơi thờ tự trên cao. Họ khiêu khích lòng ghen người vì bao thần tương Thiên Chúa nghe biết và bừng cơn thanh nô Người đã từ bỏ Israel một cách đăng cay Các ngươi đừng quên lang những kỳ công của Chúa Người trao nào sức mạnh mình cho thiên hà bắt bơ Và vinh quang mình trong tay kẻ nghịch thù Người bỏ mặt dân tộc người cho cành gươm đao và người đã sung dân phần gia nghiệp của người. Các ngươi đừng quên lang những kỳ công của Chúa. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, mọi gia răng Chúa được lập ra cho tới muôn ngàn đời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh theo Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lại thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mất nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình dưới chân chủ và vang lân rằng Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy bóp cổ mà nói rằng Hãy trả nợ cho ta, bấy giờ người bạn sắp mình dưới chân và vang lên rằng Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh Y không nghe bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong Các bạn Y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm Họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện Bây giờ chủ đòi Y đến và bảo rằng Tên đề tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi Vì ngươi đã vang xin ta còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình, hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình, khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì người bỏ xứ Galilea mà đến Judea, bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa lạy chúa kitô ngợi khen chúa tha thứ đến vô cùng bây giờ ông phêrô đến gần đức giêsu và hỏi rằng thưa thầy nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần có phải bảy lần không đức giêsu đáp thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần 7 mất theo chương 18 câu 21 22 suy niệm nếu Thiên Chúa càng tỏ rõ vinh quang và sự cao cả của Ngài khi Ngài tha thứ thì con người càng nên giống Thiên Chúa khi biết tha thứ cho nhau. Chính vì thế mà Đức Giêsu đòi hỏi phải tha đến 70 lần 7, nghĩa là tha thứ đến vô cùng. Lúc đó mới có thể nói tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Như thế, tha thứ được xem như đòi hỏi hàng đầu không phải đối với một số thành phần ưu tuyển mà đối với mọi Kitô hữu mời bạn trong thực tế mọi người chúng ta đều có kinh nghiệm rằng tha thứ như thế không phải là chuyện dễ dàng tôi sẵn lòng tha thứ nhưng tôi sẽ không thể quên sự xúc phạm người đó đã làm cho tôi tôi sẽ không bao giờ tin tưởng người đó nữa tha thứ như thế chưa phải là tha thứ thực sự chưa phải là tha thứ như chúa đã tha không chỉ xóa sạch cả tội lỗi lẫn hình phạt do tội gây ra mà còn phục hồi cho con người địa vị và phẩm giá là người con cái của Thiên Chúa. Chia sẻ để có thể tha thứ phải có một tình yêu lớn hơn nỗi đau vì bị xúc phạm. Bạn hãy thảo luận trong nhóm bạn về kinh nghiệm này. Sống lời Chúa, chim ngắm hành vi tha thứ của Chúa Giêsu trên thập giá để thấm nhập tinh thần của Chúa. Cầu nguyện là Chúa Giêsu, Chúa biết con thật khó tha thứ cho người anh em đã xúc phạm đến con. Xin Chúa giúp con biết noi gương Chúa trên thập giá còn tha thứ cho kẻ đã đóng đinh Chúa Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày Bức tường ô nhục Ngày 13 tháng 8 năm 1961 Sau nhiều cuộc thương thảo vô ích giữa Washington và Moscow Nhằm giải quyết cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông và Tây Kutsev, Chủ tịch nhà nước Liên Xô đã ra lệnh cho xây cất một bức tường ngăn cách Đông và Tây Berlin. Linh Bức tường này được dựng lên không những để đánh dấu sự đoàn tuyệt giữa Đông và Tây, nhưng còn để ngăn chặn làn sóng những người Đông Đức ồ ạt chạy sang tị nạn tại Tây Bá Linh. Khối Đông Âu thì giải thích rằng bức tường này được dựng lên là để ngăn chặn những người Tây Phương có thể đến Đông Đức để làm gián điệp. Còn phía Tây Phương thì lại gọi bức tường đó là bức tường ô nhục. Nhưng dù được gọi dưới danh hiệu nào, dù được xây dựng dưới mục đích nào, bức tường ngăn cách giữa Đông và Tây Bá Linh vẫn mãi mãi là biểu trưng của những chia cách giữa con người mà chính con người đã tạo nên. Có những bức tường ngăn cách về kinh tế, chính trị, chủng tộc, văn hóa do con người dẫn nên, nhưng cũng có những bức tường vô hình mà mỗi người chúng ta có thể xây lên để tự ngăn cách với người khác. Bức tường vô hình đó trước tiên là bức tường của nghi kỵ, người ta thường xây kiến khu vực của mình ở bằng kiến cửa cao tường là bởi vì người ta sợ con mắt dồn ngó của những người xung quanh sự nghi kỵ không những ngăn ngừa người khác đến với mình nhưng còn giam hãm chính mình trong cô đơn bức tường vô hình cũng là bức tường của ích kỷ người ích kỷ chỉ biết đến thế giới của mình và khép mắt bị tai trước những gì đang xảy ra cho người khác bức tường đó cũng có thể là bức tường của sự bất cảm thông kẻ xây tường để bao bọc mình sẽ không muốn nhìn thấy và thông cảm với những người xung quanh nhưng bức tường nào cũng là một nấm mồ chôn kín mình trong sự cô đơn càng bảo vệ chính mình con người cần mất mát trong sự hao mòn trái lại cần cửa mở cần đến với thai nhân càng triển nở trong nhân cách bài trích sách lẽ sống